Dạ xin được kính chào quý ông bà cô bác, cô chú anh chị các bạn cùng đến với kênh YouTube của em ạ, Lang Thang Nha Trang. Kính thưa quý vị, em đang đi trên đường Độc Lập và thấy một cái cảnh tượng này cũng hết sức là đau lòng thưa quý vị. Ông ơi để con dắt xe lên cho ông ạ. Không sao không? Không sao không? Dạ. Dạ dạ không sao ông, lỡ. Dạ rồi không sao, chị cũng ông thông cảm ông ha. Dạ. Chị cũng biết lỗi rồi, không sao. Dạ ông ơi cho con kẹp này vô giúp ông nghe. Đây để con kẹp cho. Dạ. Khỏe, cảm ơn con nhiều nha. Dạ, con kẹp cho. Dạ rồi. Dạ. Dạ kính thưa quý vị, em đang gặp một cái tình huống ở trên đường Độc Lập này là hết sức là buồn thưa quý vị, là hết sức là thương luôn. Ông một người bác đang với sức khỏe là không có được tốt cho lắm, với một chiếc xe đạp ông hàng ngày đi nhặt ve chai thì dáng người của ông là thấp, không có đứng lên được thưa quý vị, không có đứng thẳng được, chỉ có khom thôi. Dạ vừa rồi là cái chiếc xe này vô tình để cảm ơn con nhiều nha, vô tình đi ngang làm ông giật mình, ông ngã cái này đạp. Rất kinh nghiệm và đường còn rộng này đi chơi vậy, những cái trong người mây cái đồ ấy nói gì đồ ông ổn chưa ông, đồ, ông trứng ổn cái đồ nó gã nó vỡ hết này là sao nữa. Dạ à, ông ổn chưa, ông ổn chưa ạ? À? Được rồi, có chuyện đâu ổn. Dạ bây giờ con dắt xe giùm ông được không? Dạ chắc kỳ đâu, ông đi chắc kỳ ở Phúc Hòa, ông chắc để được rồi. Dạ. Hòa. Dạ rồi, ông ở Phúc Hòa ha. Ông đi được không? Đi được cái sao không được. Ngày nào con cũng thấy ông dắt xe hết á, mà hôm nay con mới được tốt, tiếp cận với ông nè. Hậu vệ ông Trí là mới đất đó. Dạ. Giờ lên trong nhậu năng. Bây giờ thì trên được sĩ là cử chứng minh này. Bây giờ sức mình làm cho để khỏi bất cứ giận. Đây để con canh đường cho ông đi ngang, cái để xe. Nhà dân còn nghèo có chạy đâu rồi. Bên kia đầu. Cũng một hoàn cảnh nữa thưa quý vị. Ngay trên đường Độc Lập này. Dạ con chào ông. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi ông? Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ông năm nay bao nhiêu tuổi? Ông nói vô trong đây cũng được ạ. À. À dạ. Ông ơi, con thấy ông cũng khổ quá hả? Con tặng ông 200 ngàn. Dạ. Ông có muốn nói điều gì không? Ông nói vô đây. À. Dạ kính thưa quý vị, ông hiện tại thì nói không ra hơi luôn. Nói không ra hơi thì ông chỉ như thế này thôi. Dạ. Ông cố gắng giữ sức khỏe nghe. Dạ thôi em mời ông tiếp tục công việc. Dạ. Dạ. Dạ rồi, dạ không sao đâu. Dạ, con biết rồi, không sao đâu. Dạ. Dạ ông cứ tiếp tục công việc đi. Dạ. Nhớ đi cẩn thận nha ông nha, đẩy xe sát vô lề đây rồi đi. Dạ. Đây. Ông tiếp tục công việc của ông nha. Dạ con chào ông. Dạ dạ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một hoàn cảnh mà cũng rất là tội, ông nói không ra hơi. Chắc là hàng ngày cũng đẩy đi như thế này, lượm ve chai rồi bà con nào thấy thương thì cho ông tiền để em đi gặp bác kia. Bác kia thì mới đây mà lủi thủi đi tuốt ra phía bên đường đường Hai Chùa rồi. Đây là đường Độc Lập thưa quý vị.
Ông ơi, ông ăn cơm chưa? Chưa. Bây giờ đi ăn cơm với con không? Không, tụi bay đi mua báo. Đi mua báo hả? Không, chị này. Mua báo để ông đọc hay sao? Giờ mua báo về đọc hay sao? Ông vẫn còn đọc báo được luôn. 50 ngàn rồi đấy, tụi bay ăn cơm đâu. Ăn chưa, tụi bay ăn cháo rồi, cho ăn mềm à. Bây giờ chưa có ăn cơm hả? Giờ phải đi lên mua báo rồi, giờ người kia. Ăn ấy, ăn phở. Thấy thường ra quán quý vị ơi. Đây, để con dọn đường cho ông đi nghe. Đây có con phía trước đây rồi. Dạ. Phụ dắt xe cho ông thì ông không chịu đâu quý vị. Ông ơi, có thể dừng xe cho đây con hỏi thăm ông một vài câu được không ạ? Đây để con dắt xe cho đây cho. Ông đi bộ vô. Dạ. Không gì cứ hỏi vậy đi. Dạ. Để không đâu về cùng lên em gặp kịp trong giờ ăn nữa. Cho kịp ngày nay nữa hả? Dắt đi lên đi trưa. Dạ, đi sát vô lề đi ông. Cần thiết hỏi rồi cũng cần thôi. Dạ dạ. Có cần cái gì vậy thì hỏi mà không thì thôi. Dạ dạ. Ông ơi, con tặng cho ông 500 ngàn. Dạ. Được, cảm ơn con nhiều. Chúc ông sức khỏe nha. Bây giờ ông đi mua báo về ông đọc hay sao? Giờ mua báo về lên cho thịt cho mèo nó ăn rồi gì ạ? Vậy nó còn rất khó. Mua báo chỗ đặt tăng tăng tơ, tơ đó. Dạ. Ông kia là khoảng bằng đồng cá nước vô thăm rồi á. Dạ. Không có riêng cái nồi đâu. Cá nước luôn á. Một ngày ông đi là bao nhiêu cây số? Ở đâu rồi tính toán ông đi lên cho mèo ăn chứ ông đi lên thì trong cái trại đó. Dạ. Nhưng mà vì bảo 17 là coi vừa rồi nó ngã ở đây đằng sập hết rồi. Vậy được hả? Chưa chơi được. Bảo đây đứng đứt rồi cái nữa. Dạ. Đó, vừa rồi cười ngã chích lấp luôn à. Dạ. Bảo 17 đó. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ không có gì. Chúc ông sức khỏe nha. Cảm ơn gì cho chúc dạ. Gì khỏe. Bây giờ 12 giờ rồi ông đi ăn cơm với con không? Không thì cảm ơn con nhiều. Bây giờ quay gì cho đây thì tốt quá rồi. Bây giờ dạ. nó cho được được luôn rồi nặng lắm. À, dạ. Tiền cho người này cho người cho gì đấy cho lấy đâu giờ bán có nhiêu tiền hết nhưng bây giờ được cho mấy cái chỉ luôn chia giấy kêu trang xui gì dạ dạ nó cho được nhiều bán được nhiều được chứ rồi sao dạ dạ ông người ở đâu ông người Nha Trang luôn ha sao ông ở Phú Yên hả Phú Yên về nhập tỉnh ông ra công tác miền Bắc á dạ rồi kiến Bắc ba lần gì bộ dạ ơi con nhiều nha dạ không có gì đâu ông dạ vậy đi nha dạ rồi ông đi dạ bây giờ đi mua báo là để đọc hay sao? Mua báo đọc chơi mua báo vậy. Dạ. Hôm nay tin tức có gì mới không? Rồi chung kết cho hai đội cho mấy. Dạ. Coi như là kết bữa hay quá hay coi như anh nói là coi như tưởng môn nó hay quá chứ không vậy gì. Tưởng môn nó hay nữa cuối cùng được biết chi á là tin tức á là được cũng vẫn được luôn. Dạ. Đá cũng cao anh chung kết hơn coi làm sao mà bắt được hết. Dạ. Tưởng môn anh hay chứ coi mấy người kia là thua hết á thì ảnh tưởng môn ảnh á. Anh bị loại đó. Dạ. Chú bông anh được khoáng trả rồi em đẩy hết luôn. Dạ. Đó. Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ không có gì. Dạ. Dạ. Được rồi. Dạ con mời ông đi làm ạ. Dạ dạ. Chúc gia đình đi khỏe nha. Dạ dạ con cảm ơn ông. Chúc ông sức khỏe nha. Cố gắng giữ sức khỏe. Trời mưa. Mấy nay trời mưa thì ông đừng có đi nha. Mấy bữa mà con bận công việc mà con đi ngang thấy ông dầm mưa cũng thấy tội quá. Đúng rồi mưa rồi có gì đó. Dạ dạ. Mưa đã mưa rồi rồi sợ mưa rồi. Dạ rồi dạ. Rất còn cháy mắt lại. Dạ dạ cảm ơn ông. Cháy nó mất trời. Dạ. Còn. Dạ. Để nha. Em về đi nha. Ai giờ nói này. Quay cháu ở đâu? Dạ sao hả? Quay với cháu ở đâu? Con ở Nha Trang luôn. Ở Nha Trang luôn à? Ở đây dạ. về phường nào? Con ở đường Tôn Đảng á. Hả? Ông biết đường Tôn Đảng không? Tôn Đảng hả? Tôn Đảng biết ngay cho quảng trường á, ông biết quảng trường không? Vậy thì ở cái khu ở ngoài đâu chùa đâu biết đường này hết. À. Rồi thì không người bị đâm mày vậy với xéo quẹo vào. Bạn dạ. Tôi học tập công tác rồi đó. Dạ. Cái này giao cái xe xong rồi đi vào. Dạ. Sao? Hình như là con thấy ngày nào ông cũng đi một cung đường đây thôi. Vậy đi bữa nào ta bữa đi lần lên cho mèo nó ăn.
Dạ. Hồi trời đói tàu, hầu gì cúng cô rít trở về mẹ 10 ngày vậy đó chơi xương luôn. À dạ. Giờ đang gần để 3-4 bữa mới đi một lần ha, hèn gì vậy? Hèn gì bữa con chạy vòng vòng qua đường con tìm ông mà không có gặp. Ờ, để đi chơi. Còn cái trại không thì có gì đâu, chờ sập hết rồi đi, chữa chữa lại. Dạ, hay là bây giờ ông đi ăn cơm với con đi, 12 giờ rồi. Đâu đâu được đâu, phải cho đây về, đang chụp cái cao nhất rồi. Dạ. Đang này cao nhất rồi, vậy cảm ơn cô nhiều. Dạ, không có gì đâu. Không cho, ờ, không có tiền đâu cho, thì tôi coi luôn bia luôn rồi, luôn tung hết. Dạ. Chở nặng lắm. Dạ, dạ. Dán chở, dán chở. Bây giờ chở nha. Đi bán. Bây giờ con có ý đây nè. Con kêu người chở xe đạp của ông về nhà, con sẽ chở ông về nhà. Chị, chứ đi về chưa cho mất con. Chở về nhà. Chứ ông đi chỗ đây là đi, biết khi nào mới tới nhà. À dạ. Chứ gọi là đi về nhà đó rồi chứ. À giờ là trở cho đang vậy chứ về. Dạ. Đi qua 2 giờ là 2 giờ chứ 3 giờ mới tới nhà. Dạ rồi dạ. Nhà. Dạ. Đi bộ mà ăn cơm bữa chưa. Dạ dạ. À, cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Đây là gần tới chỗ rạp Tân Tân rồi thưa quý vị. Không biết là ông sẽ mua báo ở đây luôn hay sao? À, à. Ông xin địa chỉ của con. À. Để Tết ông khỏe mạnh thì ông ghé ông thăm con nữa. Mấy chào đi gái. Wow, dạ tuyệt vời quá, con cảm ơn ông. Nhiều, mấy chào đi gái. Của con là số 21 Tôn Đản. Con nghĩ chuyện mấy chào mấy gái chưa? À, con mấy chào mấy gái, con một trai một gái. Trai một gái hả? Con trai lớn 10 tuổi, học lớp 5 á. Vậy à? Dạ, còn gái nhỏ 3 tuổi. Dạ, con ở đây luôn hả? Ở đây luôn. Ờ, à, vậy à, chung bộ khu cánh thì chắc, chung bộ này có người gần vợ nam, chồng bắc. À, dạ, người, không hả? Người gần chồng về ở cái nồi mà vợ cứ quên. À, dạ. Thôi tập tỉnh á. Dạ. Ở đây vô này thì của cánh nào kia đó. Dạ dạ. Tết tỉnh anh nhập anh cũng tết. Dạ. Thầu kia ba thì hồi ba ở những cái này. À, cái hòa Tuy An Đồng Xuân. Dạ. À, nhập ba hồi dân luôn chứ không phải đâu. Bây giờ nghe. Đâu. Ông có thể cho con địa chỉ nhà ông được không? Con sẽ ghé thăm ông. À, địa chỉ ông thì dễ chừng có hết chín bề Trần Dương, phường Phước Hòa. Dạ rồi. Cái chỗ chạy sớm đó. Con biết rồi, con biết đường Trương Dương rồi. Trường học trường Phước Hòa đó. Dạ. Cái chạy sớm, chỗ sớm chỗ trong miếng bán cái xe chỗ đấy. Dạ, Trương Dương là ngay chỗ đường Cửu Long á. Ờ, chỗ gần cái đường Tử Tơ của Tơ á, chú biết không? Con biết rồi, dạ. Ờ, gần đường Tử Tơ Tơ đó, cực kỳ gần đấy. Dạ, con biết, dạ. Ờ, coi như cá nước luôn á. Dạ. Thì bà Minh Đồng vô, mẹ súng ngóng đầy ngay, tương bụi gì chứ. Coi vô xăm gan rồi á. Dạ. Ờ, chú cái riêng cái nồi mình đâu. Dạ rồi, dạ. Cá nước luôn á. Dạ. Chỗ đây có cái nơi chỗ của Phước Hòa có đường Tử Tơ Tơ đây đâu có đâu. Dạ. Ờ. Có cái chỗ của nào có đâu. Chỉ coi cái của Phước Hòa có đâu. Dạ. Bây giờ ông kiếm quán nước nào ông ngồi chung với con đi chứ giờ con thôi, mình ngồi giờ, đây ông đứng đây. Cho mẹ này 500 đi. Có chỗ cho ông quá. Đâu. Cảm ơn con không biết gì đi. Cho đấy giờ rồi nữa cho được 3-4 lần. Có người cho 50, có người cho 20, có người cho 100. Dạ. Cháu này được cho 500 này cháu nhiều nhất á. Dạ không sao đâu. Dạ dạ. 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 200 người có, 300 người có. Mong ông khỏe mạnh là được ngày nào nếu mà ông cảm thấy đây là một niềm vui của ông á. Ngày nào ông đi cái này mà ông cảm thấy vui là con cũng mừng. Dạ. Vậy tính toán đi chứ đâu có đi hoài. Dạ. Hàng gì mấy ngày người, mà cũng đi tìm ông có. Cho ăn lần. Dạ. Họ đi hoài cũng mệt chứ. Phải cao tuổi rồi mà, coi dạ. Như đồng đội sinh hết rồi. Năm nay bao nhiêu rồi? Bữa nay 86 rồi mày. 86 rồi, dạ. Ờ, tức tục có gì. Bây giờ cái người gì này 50 rồi trước đi chưa nấu mà bác này ở nhà chưa thân kia. Dạ, sao? Dạ. Bác bị rừng núi bác đi quen rồi. Dạ. Bác đi bộ đội cứ năm à. Dạ. Cái này chuyển về châu đi rừng. Dạ. Ở châu đi mà mẹ nó phục kích đầy ngay hết. Quay đi em rửa theo khui vậy tạo trong đường khác đi. Dạ. Cho đi được chánh đường rồi rồi nước trên đó hết. Đâu phục kích thích. Người dạ, đó. Dạ. Ờ, mấy đường chánh nào phục kích. Phải xoay đường phải vô trong đường để đi. Dạ. Ờ, đi đường khác. Dạ. Đấy nha. Dạ rồi, nha. Dạ. Khi nào thế mà mình khỏe rồi biết rồi đến gia đình chơi. Dạ. Cháu. Dạ. Nha. Vậy ông nhớ địa chỉ của con chưa? Đây. Đây để con ghi cho ông. Rồi chút nữa con ghi cho. Dạ. Đây này dạ 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 dạ. Dạ thôi được rồi. À con hỏi giỡn dạ, gì dạ. Thôi. À, con biết địa chỉ của ông rồi. Tết cái gì con ghé con thăm ông. 9B Trương Dương. Con ngồi tấu rồi vậy cả nhà. Vậy thì đi tin hết rồi. Bây giờ đồ vậy nghỉ luôn rồi. À. Nghỉ luôn xong hết không? Ờ, dạ
Dạ, nhất dạ. Là coi như là 6 giờ, 6 dạ, giờ rồi. Mới có mặt. Chứ còn 5 giờ chưa có đâu, dạ, có nhà dạ. đâu. Rồi mấy đứa học sinh này, coi đây, mấy đứa nữa, lúc rồi đi học, lúc rồi đi chiều muộn, cái lúc bây giờ sớm biết dạ, rồi. Dạ. À. Cảm ơn con nha. Dạ không có gì đâu, dạ. Dạ, 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 dạ. Dạ rồi. Địa chỉ gì nói đi. Dạ. Địa chỉ cháu gì về qua được. À, 21 Tôn Đản, Lộc Thọ, Nha Trang. Ở phường Lộc Thọ. Dạ, phường Lộc Thọ. À, 21. 21 gì? 21 Tôn Đản. À. Dạ. À, biết rồi. Biết rồi. À, dạ, dạ. Dạ nha. Dạ rồi, con mời ông. Dạ. Nãy giờ ông cũng vui lắm quý vị. Ông nói là trò chuyện với em được một lúc, rồi ông nói ông đi ngang. Rồi ông tới đó, rồi ông quắt tay em lại, ông nói chuyện tiếp. Nãy giờ là 2-3 lần rồi quý vị, vui lắm. Nhưng mà em cũng cảm thấy được đây cũng là một cái niềm vui hàng ngày của ông. Nếu mà ông cảm thấy vui và cảm thấy có sức khỏe thì ông vẫn đi, đi như vậy là cũng mừng rồi. Ở đây là gần ngay cái sạp báo chỗ rạp Tân Tân nè. Không biết là ông có tới chỗ đây ông mua báo hay không. Cẩn thận nha ông nha. Lá chào viên lịch túi nữa nha. Lá chào viên lịch túi nữa. Một quyển lịch túi nữa. Ngày nào ông cũng mua báo đây hả chị hả? Dạ. Nhất đi. Để em gửi tiền cho chị. Chị đừng lấy tiền của ông. Dạ. Để cái kia gì để ông đưa cũng được. Chúng cho năm cao nhất rồi. Thôi vậy. Cảm ơn con nhiều. Dạ rồi. Thôi dạ. Đi làm việc mình chạy nước đi. Dạ. Không có chụp gì nữa. Hôm nay ông đọc báo gì? Hôm nay ông đọc báo gì? Vậy. Hôm nay ông đọc báo gì? Bác tôi trẻ gì vậy cái ngoài đó. Dạ dạ rồi dạ. Hai báo đâu. Dạ con chào ông nha. À, chúc ông sức khỏe. À. Dạ dạ. Trong đảng hơn. Còn đọc tỏ. Đúng rồi. À, dạ vậy là chỉ nhớ ông rất tốt. À. Dạ. Dạ rồi ông đi nha. À, cảm ơn con nhiều nha. Dạ không có gì. Đây là lần thứ 5 rồi quý vị. Ông vẫy tay kêu em chạy tới. Bây giờ ông mua báo xong rồi thì ông đi đâu đó. Giúp ông thì ông không có chịu. Mời ông đi ăn cơm thì ông cũng không có chịu. Và đến đây em cũng xin kết thúc video này quý vị. Số nhà của ông là số 9B Trương Dương. Tết hoặc là khi nào có những cái phần quà thì em sẽ ghé lại thăm ông. Và đến đây em cũng xin hết video ạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành cùng với em trong video này.